Bi lúa mì Tiger Platinum, dấu ấn hệ bản lĩnh. Ngày hôm nay, đêm gala, đêm chung kết của dấu ấn hệ bản lĩnh, chúng ta sẽ cùng chào đón lại ba vị mentor nè, top 9 nè. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được người chiến thắng là ai. Và rất là hồi hộp và mong chờ đúng không nào? Nhưng trước hết, khi gặp gỡ lại những cái người thân quen đó, chúng ta sẽ cùng chào đón một nhân vật không kém quan trọng. Đó chính là một vị giám khảo khách mời đã từng xuất hiện ở tập trước, tập bán kết, và đưa ra rất là nhiều lời nhận xét thú vị và sắc sảo. Không ai khác, xin được giới thiệu giám khảo khách mời của đêm chung kết ngày hôm nay, Vic Max. Woo! Let's go! Ôi! Thank you anh. Bây giờ sao nhỉ? Xích lô bây giờ như nào đây? Anh cứ đậu đấy đi để em gọi security của chương trình ra hot đi. Rồi. Yeah. Rồi, chào mừng anh. Ok, chào Gil. Vâng ạ, cảm ơn anh Việt Max một lần nữa đã có mặt với chương trình dấu ấn hệ bản lĩnh ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là đêm chung kết rồi. Sẽ là cái lúc mà biết được cái số điểm bí mật mà anh đã đưa ra cho ba đội là bao nhiêu. Không biết là ngày hôm nay quay gặp trở lại ba đội thì anh có
một lời động viên hay là một cái sự trông chờ đội nào sẽ chiến thắng không anh? Thực sự là đầu tiên là phải rất là hạnh phúc khi mà được quay lại với cái sân chơi này, bởi vì được gặp lại những con người tài năng là mình thấy vui rồi. Hai nữa rằng là thực sự đây là một cái chương trình mà Việt theo dõi từ lúc mà anh theo dõi từ lúc đầu đến giờ. Yeah. Thì anh có một cái nhận định đó là qua cái chương trình này anh thấy tức là tất cả những cái bạn mà thí sinh ấy, các bạn ấy từ những cái lúc bạn rất là bỡ ngỡ, nhưng mà sau đấy thì qua từng cái thử thách thì mình thấy là rõ ràng là các bạn đã gọi là đúng là gọi là nâng cấp, gọi là nâng level lên để trở thành những cái người rất là bản lĩnh. Và anh nghĩ là sau cái chương trình này chắc chắn là các bạn sẽ trở thành tài năng hơn và các bạn sẽ biết vận dụng những cái kỹ năng của các bạn ấy vào cái công việc và vào cái nghề của bạn ấy một cách tốt hơn. Dạ, cảm ơn anh Việt Max. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại họ, những cái bạn trẻ tài năng đó và cả ba vị mentor nữa. Và mọi người cũng chuẩn bị những phần quà, những phần chào xưng cực kỳ là thú vị gửi tặng cho anh, em và tất cả các khán giả nữa. Thôi bây giờ anh em về chỗ anh ha. Ok. Dạ. Xin mời chị. Hóng nè. Hỏng. Bất ngờ ha. Rồi, mời anh, mời anh không nghĩ là hôm nay lại có cả chương trình biểu diễn à. Thôi mọi người đầu tư dữ lắm. Đầu tư hoành tráng lắm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chào sân đầu tiên. Đó chính là đội của anh ST. Sớm tràn đầy hạnh phúc và rồi nghe từng âu im chợt vây kín lòng ta để nỗi cô đơn chẳng còn tìm về với con tim qua từng đêm. Và người yêu dấu hỡi, ngàn lần anh muốn nói rằng sẽ mãi luôn bên em mà thôi, ngọt ngào từng ngày tháng, nhẹ nhàng và ấm áp, để từ khung yêu thương này được hát lên miên man rằng sẽ luôn một lời chỉ yêu một người, cầm tay anh để cho tình yêu dẫn lối, mà sẽ yêu một đời chỉ em mà thôi, cùng đắp xây nên tình yêu tuyệt vời. Chân em như trong đầu anh rối tung, xem em như công chúa, bao nhiêu ánh mắt ngoài kiện si mê, yeah. Nhưng mà tim em không chết, không là hoa mỹ người yêu em đến cuối cùng. Còn bao lâu thì không hứa vì em tự mình tỏa sáng với bản thân rồi, baby girl. Em xinh đẹp như bông lúa, em hợp với trăng ngắm nềm êm. Playlist vài bài có lời nhạc thấm đệm thêm. Headphone và spot anh chưa một mình mỗi đêm. Tính toán nhức nhối chỉ làm em không vui thôi và lại đau mỏi thêm. Dừng chân lại cho anh hay ngồi, đưa mắt nhìn thêm say mê. Chắc chắn hai đứa mình hợp gu vì từ lúc nào không biết những chán say rồi. Có thứ bóng dáng ai nơi đây, cứ đam mê trong anh lại đây. Nghe yêu thương cứ rót bên tai, là ánh mắt ai làm anh say. Kể bước đi để nói em nghe rằng khi hai ta gần kề, sẽ tay những đâm đuôi gọi tên và hát lên thân em lời chiều mến. Cho đôi chân ta chung nhịp, cho những ai nhìn mời gọi xuyến sao. Được không mai hay những gì, em vẫn kiếm tìm đẹp tựa chim bao. Sao trong anh như lúc này, ước muốn trôi dày ngày một lớn thêm. Không ra kia như đứng lại, chỉ còn hai ta với đôi khát khao gọi tên. Để anh được thấy trong em là anh, thời gian ngừng quay cho chiếc hố nóng nàn. Để anh được thấy những đám say đang trào dần và mà nên xuất sắc tay nhau lại thân gần. Vì thuộc về anh, hay nói em là em anh. Vì thuộc về anh,
hãy nói em là của anh. Hãy nói em là của anh. Hồ này là không phải của bọn em, của anh với cả Gil. Hợp lý quá. Mọi người, mọi người. Wow. Everybody. Yeah. Mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, xin cảm ơn phần chào chung của đội NSC. Em sáng như muôn vì sao, lòng lấy đêm đen ngọt ngào. Em khi trái tim mộng mơ của anh ngày đêm phải khát khao. Anh giống như cho nhị đen, cả ra anh mua cho đàn. Xe hơi nhá cao tiền đô chạy dài khắp nguyên bang. Em gợi cảm nhất qua trên đường không, anh xin số phone em có được không. Muốn làm người yêu em có bằng lòng, dù cho lội xuống hay là vượt dông. Ý trời muốn mình thương đồng, muốn mình yêu tò te tí tú. Thầy bố nó có được em xin con đầu lòng là thằng khu tú. Có em luôn cạnh bên là đời anh vui biết bao. Mascara em che ưu phiền chỉ anh thấy được. Baby như Lisa em làm lòng anh xuyến sao. Nếu anh là một bài kiểm tra thì em điếm ơi. Có em luôn cạnh bên là đời anh vui biết bao. Mascara em che ưu phiền chỉ anh thấy được. Baby như Lisa em làm lòng anh xuyến sao. Nếu anh là một bài kiểm tra thì em điếm ơi. Nếu anh nói anh chỉ ngần yêu em, chỉ khi Trịnh Công Sơn ngần yêu nhạc, liệu em có tin vào điều đó không? Còn với anh thì Joe Gatsby. Em sáng như muôn vì sao, lòng lấy đêm đen ngọt ngào. Em khi trái tim mộng mơ của anh ngày đêm phải khát khao. Anh giống như Johnny đen, cả ra anh mua cho đàn. Xe hơi nhá cao tiền đô chạy dài khắp nguyên bang. Tình yêu có thể muôn màu như là xanh đỏ vàng tím. Còn anh là limited thuộc tim chị Võ Hoàng Yến. Và vào đôi mắt em khiến anh ngất ngây. Một lần gặp gỡ là vạn lần đắm. Say nắng em mất rồi thôi em gì ơi biến không. Anh mà có chuyện gì thì sao mà em lấy chồng. 4:20 chiều thì hai mình chiếu với nhau. Yêu bệnh lâu đậm sâu rồi xứng là tao với mày. Say nắng em mất rồi thôi em gì ơi biến không. Anh mà có chuyện gì thì sao mà em lấy chồng. 4:20 chiều thì hai mình chiếu với nhau. Yêu bệnh lâu đậm sâu rồi xứng là tao với mày. Before up table my team. We'll be right back.
Cổ tay chị đừng nhìn nữa, cái cổ chị trắng nõn nè. Tài khoản của chị nó bự lắm, nhìn môi chị nó lấp lánh. Em thích tóc chị, cảm ơn nha, chị mới mua đó. Chị thấy nó, chị thích nó, chị muốn nó, chị có nó. 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 Chị muốn nó là chị có nó. Em thích tóc chị, cảm ơn nha, mới mua. Chị thấy nó, chị thích nó, mà chị muốn nó là chị có. Ăn mỡ lên tụi nó nhảy vẫn cứ nhảy. Ăn không mặc quần đùi đi vào club. Và ba vị mentor và vị giám khảo khách mời chúng ta ngày hôm nay đã quay trở lại. Và đây là phần cực kỳ quan trọng của đêm gala chung kết dấu ấn hệ bản lĩnh. Chúng ta sẽ cùng đến với những số điểm và chúng ta sẽ tìm ra được
ai là người chiến thắng của chương trình Dấu Ấn Thời Bản Lĩnh ngày hôm nay đây. Mong chờ quá à. Hào hứng không ạ? À? Hào hứng à. Nóng quá rồi, nóng quá rồi. Nếu mà hào hứng như vậy thì chắc là xin phép mời ba vị mentor của chúng ta hãy lên đây đi ạ. Tại vì sau thời gian xem clip vừa rồi, mọi người hiện tại có vẻ đã chỉnh trang, chuẩn bị những cái trang phục cực kỳ là ấn tượng. Lên xúc sổ hết trơn á, đồ này đồ giả không ạ? Đừng có bao giờ cho tôi đi chung với bà Yến hết trơn á, quá cao. Cảm xúc của mọi người trước khi chúng ta đến với phần trao giải thưởng ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm xúc trong anh lúc này. Nói chuyện bình thường được không? Đang rất hồi hộp ạ. Đơn giản như thôi á. Rất là trông chờ. Còn anh Jun thì sao? Anh Jun hả? À nó, anh Jun nói chứ tưởng Yến. Ừ đúng rồi, chị Yến là phải để kết. Em cho chị Yến kết. Bây giờ Yến muốn nói trước hay là Jun nói trước? Ai cũng được ạ. Ok. Thôi vậy chị Yến nói trước ạ. Dạ xin mời chị Yến. Thì mình bạn đây hồi hộp thì mình háo hức thôi. Ngắn gọn thôi, mình ngắn thôi không? Ngắn ý là mình muốn mình ngắn á, đừng có dài á. Tôi đang rất là hồ hởi. Ok. Tất kề hỏi ba người trả lời đúng một ý một à. Thôi không sao, ngày hôm nay thì là điểm kết của hành trình chúng ta rồi. Đúng rồi. Thì không biết là ba vị mentor có cảm xúc như thế nào trong suốt quá trình hành trình vừa rồi. Nếu mà muốn vô cái mút buồn á, ở lộn cái mút tình cảm thì tôi sẽ vô được thôi. Nói xuân chứ lên là à. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Suốt cả hành trình vừa qua là bố em giúp đỡ Jun. Ngộ vậy đó. Cứ tưởng là mình giúp đỡ các em, nhưng mà thật ra cái sự giúp sức của mình nó nhỏ thôi. Và đa số là từ sức lực của các em mà ra hết. Nên ngày hôm nay dù thắng hay thua thì bốn anh em cũng nói rồi, quan trọng nhất là tối nay tụi tôi có một kèo nhậu. Yeah. Dạ. Nghe chưa? Quan trọng là cuối chương trình dẫn thân nhau. Có đủ đó. Có đủ này là tại anh vậy? Không, cái này là tại anh Biệt hết. Chưa kịp hỏi gì nữa. Định rủ nhậu chung cái gì? Nghĩ sao vậy, ai thèm. Cái này là mình phải đổ thừa anh Việt nè. Hồi xưa là anh Việt bắt Jun đi bar đó. Cái gì cũng chốt đơn mà bar hết à. Xin mời chị Yến gửi lời động viên tới lại các bạn ạ. Thật ra thì team của Hoàng Yến cũng đã trải qua một cái thời gian gọi là có thể là không nhiều, nhưng mà các bạn rất là gắn bó với nhau. Khi mà các bạn làm việc á thì Hoàng Yến cảm thấy cái năng lượng của người trẻ, sức trẻ rất là nhiều. Và thật ra khi mà Hoàng Yến làm việc với các bạn á thì Hoàng Yến thấy là nếu như mà team Hoàng Yến thắng thì thật sự do các bạn mà thôi. Tại vì các bạn á làm việc rất là nhiều và các bạn làm việc cực kỳ là teamwork. Hoàng Yến chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, đó chính là những cái gợi ý và những cái theo sát các bạn mà thôi. Còn lại là xin được cảm ơn team của Võ Hoàng Yến, các bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin mời anh ST ạ. Để coi nói gì. Thật ra hai team kia cũng nói hết rồi, cho nên là ST rất là may mắn khi có ba bạn trong team ST. Các bạn rất là tuyệt vời và các bạn đã nỗ lực hết sức mình, các bạn tạo được những cái dấu ấn cũng như là bản lĩnh của mình trong chương trình. Và ST nghĩ rằng là đây chỉ là một cái sân chơi và cũng như là một cánh cửa để mở ra cho các bạn và tiếp cho các bạn thêm những nguồn năng lượng mới mẻ và thành công hơn trong cuộc sống của các bạn. Và ngoài ra thì SC cũng muốn nhắn gửi với chương trình rằng là nếu như có mùa tiếp theo thì SC vẫn nhận nhé. Trời ơi. Thôi kết cũng lý đó. Ok yeah. Đó. Cái này là mình gài trước. Dạ. Gài rồi đó. Gài, gài thôi. Thêm show á. Và thực sự thì cũng phải gửi lời cảm ơn rất nhiều đến ba vị mentor của chúng ta, bởi vì cái sự nhiệt tình, nỗ lực và hỗ trợ các bạn rất là hết mình luôn ngay từ đầu tới giờ. Cho nên là chương trình Dấu Ấn Thời Bản Lĩnh cũng muốn gửi đến những bó hoa để thay lời cảm ơn, để cảm ơn mọi người nha. Hoa đẹp đi. Rồi, ghê xin cảm ơn. Thôi được rồi nè, cảm ơn. Ủa? Diễn à? Cảm ơn em. Và dĩ nhiên bó hoa này sẽ gửi đến vị giám khảo khách mời của chương trình. Cảm ơn em. Ở phần bán kết và chung kết, cảm ơn anh đã đến đây để hỗ trợ cho các bạn. Xin mời mọi người hãy mang hoa về vị trí ngồi của mình để chúng ta sẽ cùng chờ đợi những số điểm đến từ các bạn khán giả và vị giám khảo khách mời của chúng ta. Nghe cái từ trên. Ủa là xong rồi hả? À là về, về kia mình có điểm cộng rồi đúng không ạ? Đúng rồi, về kia mình lỡ mình nghe kết quả làm sao thì mình có cái chỗ ngồi cho nó vững vàng á. Ai về Max ơi, cảm xúc của anh khi nhận được bó hoa tới như nào ạ?
bất ngờ, bất ngờ không nghĩ là được nhận được hoa. Thực sự là phải nói rằng là mình rất là vinh dự khi mà được tham gia chương trình, được chứng kiến những con người tài năng như thế này. Và đúng như rằng là mọi người cũng đã chia sẻ ấy, thì cho dù rằng là cái kết quả như thế nào đi chăng nữa thì sau cuộc thi chúng ta lại quay trở về với đời thường, và tất cả những con người đây chúng ta lại tiếp tục đam mê, tiếp tục sống với cái nghề của mình. Và tôi nghĩ đây là một cái chặng đường, một cái trải nghiệm rất là đầy những thú vị, và bản thân là các bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều cái điều từ cái chương trình này. Và tôi tin chắc rằng sau chương trình các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Nên là chúc mừng tất cả các bạn. Cảm ơn em Việt Max rất là nhiều. Và chúng ta hãy cùng đến với lại những giải thưởng của chương trình. Wow. Nhưng qua suốt một cuộc hành trình vừa rồi, thấy được cái sự nỗ lực của mọi người, sự hết mình của tất cả tất chính của chúng ta, ban tổ chức đã quyết định một điều nữa, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một giải thưởng nữa, đó chính là giải nhì dành cho đội nào có ở vị trí thứ hai, với giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng ạ. Rớt nước mắt ạ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải thưởng rất là dễ thương. Một giải thưởng dành tặng một bạn trong top 30 đã nhận được cái giải, đó chính là thí sinh được yêu thích nhất. Và xin được chúc mừng bạn Thiện Nhân. Ở gà là của mình, đồ đẹp ở nơi của mình với. Xin mời Thiện Nhân ngày bước lên sân khấu ạ. Thiện Nhân. Wow, xin chào. Chưa để em lạng cái mới được. Máy là em lên trên hình là em phải lạng cái mới được. Xin chào Thiện Nhân. Em chào Rio. Em chào ba đội rất là hot luôn à. Chào tất cả mọi người cũng đang xem chương trình. Thật sự rất là bất ngờ và trên bất ngờ luôn á. Tại vì mình không nghĩ là chương trình lại có thêm một cái giải thưởng phụ dành cho mình. Bởi vì cái giải thưởng này rất là xứng đáng với Thiện Nhân. Cái sự nỗ lực, cái kêu gọi mọi người đã bình chọn và quan tâm đến chương trình nè. Nhân đã livestream là kêu gọi mọi người vote cho Thiện Nhân đi. Thiện Nhân tặng quà cho các bạn là chỉ ba cái hộp cá thôi, ba cái hộp cá hộp thôi. Nhưng mà kiểu giống như là các bạn dễ thương lắm. Trời ơi, tôi biết vậy là tôi làm hôm qua rồi. Cá hộp ba cục đậm đà hơn. Khi đi ra chợ á thì Nhân mới nói là bữa nay là Nhân có tham gia chương trình này nè, mọi người vote cho Nhân đi. Cái bà bán rau bán cá tay ướt đồ này kia người ta không có biết chơi, móc điện thoại cả gẹt. Cái nói nè, mày đăng nhập vô số Zalo luôn đi. Mày đăng nhập vô Zalo rồi mày bình chọn luôn. Đừng hỏi điều đến mọi người nha, nhìn vô màn hình hả? Đây. Mọi người ở làng ơi, mọi người ở trong xã gần xóm của Nhân ơi. Nhân đã được giải rồi, mọi người không có vote uổng phí đâu, thật sự đã được giải rồi. Kêu gọi cả làng, cả xã, cả chợ như vậy mà đúng không? Và thực ra thì chúng ta sẽ không ở đây để so sánh là ai tài năng hơn ai. Bởi vì mọi người đã nỗ lực hết sức mình rồi. Và ở top 30 của chúng ta là chúng ta đang có rất là nhiều tài năng khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chúc mừng Nhân nha. Đây là giải thưởng gửi tặng cho Nhân. Đây. Wow. Các bạn như lời đã hứa đúng không? Chúng ta sẽ có 10 thùng bia gửi tặng mọi người nữa. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta hãy cùng đến với lại bảng điểm chính thức của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có điểm offline và điểm online để chúng ta có thể cộng lại chia làm sao để kiếm ra quán quân của chương trình là ai. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng đến với lại cột điểm đầu tiên ạ. Xin mời. Đây là số vote điểm online của ba đội. Nghe đâu đó hồi hôm qua ba đội trưởng chúng ta đã livestream rần rần để kêu gọi có một cuộc chiến livestream nha. Quá trời. Đầu tiên là Jun. Sau khi mà Hoàng Yến làm đi làm về, Hoàng Yến thấy Jun dí ghê quá. Hoàng Yến bị sang chấn tâm lý. Jun thấy ST livestream nên Jun mới chết chàng này. ST là trước hả? Là trước. Ờ. Là 8 giờ. ST nghe nói livestream từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng à? Đúng rồi. Phải không ạ? Dạ phải ạ. Em có công nhận, em có coi. Có người ngồi coi từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng luôn. Đó là lý do em ngồi bên đó. Oh no. Xong rồi live xong, cái lúc mình đi ngủ thì ST vẫn live. Mọi người ơi, mọi người thật là ngậm máu phun người à.
SC live stream từ chiều cho tới 10 giờ sáng đến lúc mà đóng cổng luôn à, chứ không phải là 9 giờ. Đúng rồi. Anh xài điện thoại gì mà pin lâu dữ vậy anh? Từ số 4 này chúng ta sẽ có số điểm quy đổi là 9,5 điểm. Đội của Võ Hoàng Yến 9,75 điểm. Và đội của SC Sơn Thạch 10 điểm. Đây chỉ mới là số điểm online thôi. Chúng ta còn một khung điểm cực kỳ quan trọng đến từ người đàn ông này. Nếu người đàn ông này có thay đổi tình thế ngày hôm nay không ạ? Anh ơi, khi mà anh thấy những cái số điểm này và cái số điểm của anh chỉ một mình anh biết thôi, thì cảm xúc của anh hiện tại như nào? Thực sự là bây giờ là áp lực này, áp lực cho tôi quá, bởi vì thực ra là đội nào cũng đều xứng đáng hết cả. Tại vì ở đây thì số điểm của tôi thì sẽ chiếm 50%, đúng không? Yeah. Nhưng mà ngoài ra thì đấy là cái gọi là điểm chuyên môn. Thế nhưng mà ngoài ra thì vẫn là một cái điểm, nó gọi là cái điểm đại chúng, tức là cái điểm của khán giả nữa. Nên là bây giờ không biết được, hơi khó lường. Thực ra là bây giờ không biết ai thắng hay thua đâu. Vâng ạ. Số điểm này chưa nói lên vấn đề gì hết cả. Dạ vâng. Nhưng thế mà bây giờ em... nhớ đâu mà đều điểm thì sao? Dạ. Nhớ đâu đều điểm thì sao? Nó cộng lại điểm của anh với cả điểm trên này đều thì phải như thế nào? Nếu mà có sự đều điểm thì chúng ta cũng sẽ có cái một cái hướng giải quyết. Dạ. Giải quyết ngay trên sân khấu này. Nhưng mà không biết là cái điều đó có xảy ra hay không? Và như vậy là chúng ta cũng đã biết được về số điểm online của cả ba đội. Ngay bây giờ sẽ là bảng điểm của số điểm offline. Xin mời ạ. À, vừa rồi là số điểm online sau khi được quy đổi đó mọi người. À, người đàn ông này cho điểm sao nhìn anh rén quá vậy. Như vậy là trong suốt một hành trình dài của dấu ấn hệ bản lĩnh, chúng ta đã đi tìm kiếm từ khắp nơi các bạn tài năng, từ rất là nhiều người. Chúng ta đã tìm ra được top 30, sau đó chúng ta đã tìm ra được top 9, 10 bạn rất là tài năng, rất là giỏi, và các bạn đã chinh phục được hành trình dấu ấn hệ bản lĩnh. Và đây sẽ là khoảnh khắc chúng ta tìm ra ai sẽ là đại diện của dấu ấn hệ bản lĩnh. Ghi xin được thông báo, chương trình của chúng ta không có một quán quân nào. Bởi vì dựa trên số điểm offline và online, chúng ta có một kết quả khá là bất ngờ. Chương trình của chúng ta không có một quán quân rồi, mà là hai quán quân à. Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng cho hai đội. Đội của SC Sơn Thạch và đội của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Don't worry. Biết mọi người quá trời hay luôn rồi, coi là mình cũng thích luôn. Rồi, chúng không sao, tại vì vợ. Xin mời anh Việt Max. Anh sẽ là người lên đây để trao giải thưởng cho cả ba đội của chúng ta. Không sao. Thôi lên chơi. Xin mời cả ba đội tiến lên đây ạ. Lên chơi. Trước hết thì xin được mời đội của anh Jun Phạm. Đằng nào tối chẳng đi nhậu. À giải nhì á hả? Giải nhì. Ôi giời. Cũng có giải nhì. Đã nhận được giải thưởng, đó chính là của đội Về Nhi, với tổng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và 10 thùng bia. Vâng, có tiền đi nhậu. Như vậy là nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người, cho nên chương trình đã quyết định có một sự thay đổi cơ cấu về giải thưởng như sau. Chúng ta sẽ vẫn có một giải thưởng dành cho quán quân trị giá 300 triệu đồng, kèm theo hai giải nhì dành tặng cho hai đội còn lại, đó chính là 100 triệu đồng. Cho nên nếu chúng ta có trường hợp là đồng quán quân, chúng ta sẽ lấy 300 triệu đồng cộng với giải nhì là 100 triệu đồng, chia đôi ra cho cả hai đội ạ.
Và ngoài ra đội quán quân của chương trình Dấu Ấn Hệ Bản Lĩnh sẽ nhận được một giải thưởng, đó chính là một năm sử dụng bia lúa mì Tiger Platinum. Xin mời anh Việt Max hãy trao giải thưởng cho hai đội chúng ta. Đúng được 600 triệu. Xin mời hai đội tiến lên phía trước ạ. Thôi đi cho tay lên kìa, nhận tiền đi. Cảm ơn anh. Rồi, chơi lại cho team nè. Chơi lại cho team nè. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và luôn ủng hộ cho chương trình Dấu Ấn Hệ Bản Lĩnh do Vion thực hiện và được tài trợ độc quyền bởi bia lúa mì Tiger Platinum. Xin chúc mừng. Hai lên chơi, lên quẩy, lên quẩy, lên quẩy, lên đi, lên đi. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Vion, đến nhà tài trợ độc quyền bia lúa mì Tiger Platinum đã cùng đồng hành với chương trình.